trôi đi bóng tối đang lặng dài mãi, cạn đi nỗi niềm, cạn những ngày qua. Ba ơi, những gì cần nói với ba là con đã nói hết rồi. Ba, con biết là ba rất yêu thương con và tin tưởng vào sự lựa chọn của con. Vậy thì con mong ba hãy ủng hộ và chúc phúc cho cuộc hôn nhân này nha ba. Chắc khách đến rồi. Dạ. Con chuẩn bị đi. Dạ, con xin phép ba. Dạ, con chào cô chú. Dạ, mời cô chú vô nhà. Đi ông. Vô nhà đi mấy em. Dạ mời anh chị. Dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh. Nè, anh nhớ ăn uống tẩm bổ vô nghe chưa? Chứ lúc này thấy sức khỏe của anh yếu lắm đó. Già rồi. Già rồi mà cũng ráng sống. Tính để chờ tới lúc mà con cái mình nó thành gia lập thất đó anh. Sao lại nói như vậy? Mình phải chờ cho tụi nó sinh con để mình có cháu để bồng nữa chứ. Phải không chị? Dạ đúng rồi đó anh. Dạ, tôi xin phép được thưa với anh. Dạ. À, hôm nay vợ chồng tôi qua đây á, trước là xin trình một chút lễ vật cho cái cuộc nói chuyện của ngày hôm nay. Và thứ hai nữa là cũng xin phép được bàn bạc với anh về cái khâu chuẩn bị cho tiệc cưới sinh của hai đứa nhỏ đó anh. Dạ, yeah, tôi thấy anh chị lo lễ vật rất là chu đáo. Dạ. Tôi rất là cảm ơn. Có gì đâu anh. Thì mình cũng phải theo tập tục của ông bà chứ anh. Dạ, yeah, dạ. Nhưng mà anh chị lo lắng rất là chu đáo. Tấm lòng của anh chị tôi xin ghi nhận. Dạ. Yeah. Duy, rót rượu đi con. Dạ. Yeah. Hồi nãy á là coi như là lễ vật mình rót rượu lễ cho gia tiên. Dạ. Bây giờ á rượu này rót ra là rượu của gia đình mình. Dạ. À, ha. Dạ, cái buổi họp mặt hôm nay á cũng là do cái mối lương duyên của hai đứa nhỏ, phải không anh? Dạ đúng rồi, tôi cũng hy vọng là cuộc hôn nhân của hai đứa nó tốt đẹp. Dạ. Dạ. Nào mời đi con. Dạ. Dạ. Dạ con mời bác. Ừ. Trời ơi, giờ này mà còn kêu bằng bác nữa hả?
Dạ thưa anh. Dạ. Thôi sẵn dịp hôm nay á, mình cho phép tụi nhỏ kêu mình bằng ba mẹ luôn được không anh Xui? Dạ được chứ. Dạ. Vậy cũng tốt thôi. Dạ. Bởi vì thời buổi này á, không có cái kiểu mà cha mẹ đặt đâu rồi con ngồi đó. Dạ. Mà bây giờ con cái nó đặt đâu là mình phải ngồi đó đó. Dạ. Con dạ. Nghe chưa? Dạ. Tôi thì tất cả vì hạnh phúc của con tôi, cho nên là tôi cũng không có khó khăn gút mắt gì đâu. Mọi chuyện đều do con gái tôi quyết định. Dạ con mời mẹ. Ừ. Cảm ơn con. Con mời ba. Ừ, cảm ơn con. Còn con sao đây? Ừ, dạ con xin phép mời ba. Cảm ơn con. Dạ. Hôm nay là ngày vui của tụi con, rồi ba mẹ hai bên cũng cho phép tụi con nâng ly. Nào xin mời anh chị. Dạ. Dạ mời con anh. Mời ba mẹ. Mời anh. Thôi cho phép hai con ngồi. Dạ, dạ. Dạ xin phép anh. Chuyện gì? À, tôi tính là cho hai đứa nhỏ kết hôn sớm. À, cũng vì tôi với anh vợ cũng có tuổi rồi. Còn à, mọi chuyện chuẩn bị cho đám cưới của hai vợ chồng nó, xin phép anh để cho vợ chồng tôi lo. Dạ. Tôi đã nói với anh rồi, tất cả là vì hạnh phúc của các con của mình, không có khó khăn cản trở gì hết. Dạ. Nhưng tôi có một điều kiện. Dạ sao ạ? Là cháu Duy sẽ về đây ở rể. Bởi vì tôi chỉ có một mình cháu Hà, tôi không thể để nó đi làm dâu được. Thì nhà tôi cũng vậy thôi, chỉ có một mình cháu Duy à. Nhưng mà anh chị còn đứa cháu gái là Thái Vinh, mai mốt làm lễ cưới cho nó thì anh chị cũng ra điều kiện sẽ bắt rể, rồi thì gia đình của anh chị sẽ có thêm người. À thôi được rồi, nếu anh chị cần thời gian thì tôi để cho anh chị suy nghĩ, chứ tôi cũng không có thúc ép gì đâu. Dạ thưa ba mẹ, con thấy ba bảo nói cũng hợp lý. Con nghĩ dù tụi con ở nơi đâu cũng sẽ làm tròn bổn phận làm con của hai gia đình. Thôi tùy con. Con nó đã nói vậy thì vợ chồng tôi cũng đồng ý thôi. Dạ. Đó, thấy chưa, tôi đã nói mà. Bây giờ con cái nó đặt ở đâu là mình phải ngồi đó. Sẵn tiện còn những chuyện gì mà lạc vặt á, tôi cũng nhờ anh chị lo giúp giùm ha. Dạ dạ dạ. Nào mời anh chị nâng ly. Nào hai đứa. Dạ. Dạ con mời. Dạ mời anh. Cái gì nữa đây cô hai? Tránh xa chị Nhã Thư ra và trả tiền lại cho em. Tiền gì? Toàn bộ số tiền từ trước đến giờ em đã đưa cho anh. Ủa, cái số tiền cô đưa cho tôi là để kinh doanh, mà để kinh doanh á thì phải chấp nhận rủi ro thất bại chứ. Bây giờ số tiền nó không còn nữa, có nghĩa là mối quan hệ của hai chúng ta chấm dứt đi. Tôi không muốn dây dưa với cô, bởi vì nếu Nhã Thư biết thì cô sẽ rất là buồn. Còn cái chuyện mà làm phiền Nhã Thư á, tôi nghĩ là anh em cô mới làm phiền cổ. Nhã Thư đã quá đau khổ với gia đình khủng khiếp của cô rồi. Anh nè, làm ơn mai mốt đừng có làm phiền tôi nữa nha cô hai. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có.
Công ty chỉ định có 3 người tham dự cuộc thi lấy học bổng này thôi. Cậu cần phải tự tin lên. Dạ, em cảm ơn ạ. Em sẽ tham gia. Cậu phải cố gắng lên nha. Đây là hồ sơ của cậu. Dạ. Chào anh, bữa nào gặp lại nha. Ừ. Chào anh Băng. Đợt này á, em trúng đậm rồi đó nghe. Trúng đậm gì anh? Cũng nhờ người yêu tài giỏi xinh đẹp của em đã giới thiệu cho em một mối sọp thôi mà. Ủa, mà sao em chưa bao giờ thấy người yêu của anh vậy? Thì hàng quý hiếm phải giữ kỹ chứ em. Ồ, anh Khánh đào hoa của mình đã ngã gục trước cô gái này rồi. Thì cũng phải có lúc cho anh lên đời chứ. Thôi bây giờ hai người ở lại đây chơi nha. Em có chuyện phải đi. Có hẹn với người yêu bé nhỏ của em rồi. Em đi nha. Ừ. Tài giỏi gì mày? Chờ đó. Đợt này tao văng một lưới, mày sẽ biết. Mình đi. Diễn hả? Có tin tức gì của thằng Duy không? Nhã Thư. Tôi đã nói là không muốn hẹn hò với anh nữa mà. Thật sự là anh không hiểu tại sao em lại không muốn đi ăn tối với anh. Nếu em đi ăn tối với anh á, em được gặp người mà em cần gặp. Với lại em vừa được diễn một màn kịch hay như đúng ý của em. Ok, coi như tôi tin anh lần này. Nhã Thư à, phải tập như vậy thì mới có tâm lý được em à. Không gian nơi này thật đẹp và yên tĩnh. Chắc là nó gợi nhớ cho em nhiều kỷ niệm lắm đúng không? Và cái không gian này, nó lại làm cho anh nhớ tới một bài thơ. Căn phòng dù nhỏ bé vẫn chứa đủ bao nhiêu người. Trái tim anh rộng lớn, chỉ có mình em thôi. Hy vọng là màn kịch này sẽ giúp cho em trả thù được thằng công tử đó. Đồ ăn ở đây anh có thích không? Ừ, ngon lắm. Lúc em còn nhỏ, ba thường hay dẫn em tới đây ăn lắm. Ủa, sao trùng hợp quá vậy? Hai người cũng thích nhà hàng này sao? Xin chào chị hôn thê của Duy. Thì hôm nay người yêu tôi thích, tôi chiều vậy thôi. Chắc là ngày xưa cũng đôi lần dẫn tới đây, phải không? À, thôi bây giờ đã gặp nhau ở đây rồi thì mời hai người ngồi xuống đây uống với tôi vài ly rượu. Cảm ơn, tôi đang ở trên rồi. Anh Khánh nói đúng đó. Mình đã gặp nhau rồi thì thôi hai người ngồi chung uống một ly rồi hãy đi. Anh, người ta đã có ý mời rồi, thôi mình ngồi một chút đi rồi về. Đâu dễ gì mà có một ngày đẹp trời như vậy gặp mặt đông đủ ở đây. Ngồi xuống đi anh bạn đồng môn. Nào, xin mời. Ừ? Để xem hương vị của bây giờ có khác với hương vị của ngày xưa hay không. Ly rượu ngày xưa nồng ấm và ngọt ngào biết mấy. Còn vị rượu bây giờ thì có kèm theo một chút đắng chát nữa. Đúng không em? Nghe nói Nhã Thư ngày xưa là hoa khôi phải không?
Đó chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi, đâu có quan trọng gì đâu mà nhắc lại. Quá khứ là quá khứ, còn bây giờ hiện tại mới là quan trọng. Ừ, đúng rồi đó, tôi thích Nhã Thư. Quá khứ thì vẫn là quá khứ, hiện tại quan trọng là hai người chúng tôi đã là của nhau. Mọi người vẫn luôn sẵn sàng chúc mừng hai bạn mà. Gia đình của chúng tôi cũng rất là ủng hộ, vì gia đình hai bên cùng đẳng cấp với nhau nên mọi chuyện đều cũng rất dễ dàng. Cuộc đời này có nhiều chuyện rất là bất ngờ. Giống như bây giờ thì tôi không thể nào tưởng tượng được là có một ngày tôi lại có được một báu vật trong tay. Tôi hy vọng hai người vẫn là một cặp đến dự tiệc cưới của chúng tôi. Tất nhiên rồi. Ủa, mà tại sao anh lại nhanh quá vậy? Bộ dướng chài hả? Sao ở đây vẫn còn có quan điểm như vậy? Nếu có chuyện đó thì đã sao, nếu có đi nữa thì càng thắt chặt sợi dây ràng buộc nhau thôi. Tôi cũng đang mong chuyện đó đây. Ừ. Tôi có cuộc điện thoại, tôi phải ra ngoài nghe. À, xin mời. Tôi xin lỗi hai người, tôi phải ra ngoài xem người yêu của tôi như thế nào đã. Đúng là nồi nào úp dung nấy. Anh, mai đi thử áo cưới với em nha anh. Cười cái coi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy uống hết ly rượu mà người bạn đồng môn của anh mời đi. Bên dưới mặt nước yên ả này là một thế giới vô cùng lạnh lẽo và cô đơn, y như cuộc đời của em vậy. Em đừng suy nghĩ dại dột nữa. Nếu như người ta vượt qua những nỗi đau của chính mình, họ sẽ càng trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn, và cũng trở nên chai đá và vô cảm hơn nữa. Em không có ý định nhảy xuống sông đâu, chị đừng lo. Em đã quá sợ hãi sự cô độc rồi, em không muốn ở nơi lạnh lẽo như thế này đâu. Cho dù có chuyện gì đi nữa, chị vẫn xem em như em gái của mình. Thái Vinh à, chị không muốn em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa đâu. Chị Thư nè. Hử? Chị và anh Duy, hai người làm vậy có cảm thấy hạnh phúc hơn không? Khi con người ta quá tuyệt vọng thì đó là cách phản ứng tự vệ lại. Tức là anh Duy cũng tuyệt vọng, không còn cách nào khác để thoát ra khỏi điều này nữa hay sao?
Em về rồi hả? Em đừng như vậy trước mặt anh nữa. Thà em cứ như vậy đi, để anh còn biết em đang suy nghĩ gì. Anh không cần phải biết tôi đã đi đâu. Nhưng mà em xứng đáng sống hạnh phúc hơn thằng Duy. Anh biết mà, cuộc hôn nhân của nó chỉ vì tiền thôi mà. Không phải ai cũng sống vì tiền như anh đâu. Anh cũng không có tư cách gì nói với tôi chuyện này. Ơ kìa bác, để con xách cho. Được rồi, để bà xách cho. Nè bác. Ba. Hả? Sao, có chuyện gì? Con có chuyện gì muốn nói với ba hả? Nếu như con phải đi xa một thời gian thì ba sẽ như thế nào? Ở nhà ai sẽ chăm sóc cho ba? Con yên tâm đi, nếu cần đến một nơi khác cho vết thương lành lại thì con cứ đi. Con đừng lo cho ba. Ba. Cái thằng này lớn tuổi rồi mà như con nít hoài à. Không sao đâu, con cứ đi đi. Ba lo cho ba được mà ha. Ba sẽ chờ con về ha. Dạ. Dạ, bộ áo cưới đó đang rất thịnh hành đó chị. Bộ đó phải không chị? Dạ. Duy, ừ? Anh thấy bộ này sao? Dễ thương quá ha. Cũng được. Anh lựa đi. Thôi, em cứ lựa đi. Dạ, còn bộ áo dài truyền thống này nè chị. Dạ, em thấy anh với chị á, mặc đồ này á, đẹp lắm á. Nhìn dễ thương quá ha. Anh, mình chọn bộ nào, bây giờ em thấy bộ nào cũng đẹp hết á. Thôi, em cứ chọn bộ nào cũng được. Vậy để em chọn đó nha. Cảm ơn anh. Rồi. Dạ. Cảm ơn. Chào anh. Làm phiền các anh xem lại thông tin. Dạ. Chào anh. Cảm ơn. Rồi, chị gửi. Cảm ơn em. Không có chuyện, em chờ chị. Bà hai ơi, chén dĩa bà để ở đâu vậy ạ? Gì vậy cô? Lâu rồi, để con lao động chút xíu. Ở đâu, để con rửa cho. Cô làm không có quen đâu, để đó tôi.
hại đó cho tôi. Trời ơi. Thôi bà hai cứ để con làm cho. Bữa nay á tôi thấy cô lạ lắm nha. Sớm giờ đó lo lau nhà lau cửa, bây giờ lo rửa chén rửa bát nữa. Thiệt tình. Có gì đâu bà, trước giờ con quậy quá rồi, giờ cho con ngoan một ngày chứ. Chị hai ơi. Dạ. Trời ơi trời nóng quá, có gì cho tôi uống mát không? Dạ dạ có, bà chờ một chút. Ừ. Trời đất, bày cái trò gì ra vậy? Chén dĩa phải bỏ tiền ra mua chứ không có xin ai nghe. Dạ mời bà uống nước. Ừ. Bà, hôm nay cổ làm sao á, mà sáng giờ lau dọn bà, giờ còn rửa chén nữa bà. Ờ thì bây giờ á mình biết thân phận mình là ai rồi chứ gì. Ừ. Tôi đi lên nấu cơm xong kêu tôi xuống nha. Dạ. Chuyện gì vậy? Anh đến để đưa thiệp em và Khánh, hy vọng hai người sắp xếp thời gian đến dự. Thiệp đẹp lắm, chắc chắn là tụi tôi sẽ đến dự. Em thừa biết thằng Khánh là người như thế nào mà. Em nên đối xử tốt với bản thân mình. Bây giờ thì không ai có quyền phán xét người khác. Anh đã có cuộc sống riêng của mình, và tôi cũng vậy. Chúc anh hạnh phúc. Có gì khác nhau giữa những chiếc ly này? Anh hãy nhìn vào phần nửa đầy của ly nước, thay vì phần nửa dơi. Chào. Chào anh. Cảm ơn. Ồ, đẹp quá ha. Con nhớ chụp hình với khách nghe không? Dạ chào cô. Dạ. Ôi chào con. Con đi một mình hả? Dạ. Rồi cũng vui tắm.
Dạ. Chứ bây giờ mẹ thấy phấn đi. Nghe danh Bảo Gia Trang á, lâu lắm rồi á, mà bữa nay tôi mới tận mắt nhìn thấy đó nghe. Đúng là dòng họ của nhà anh Bảo, danh bất hư truyền đó. Cảm ơn chị đã quá khen. Đây là truyền thống gia đình của họ Bảo nhà tôi. Nó đã có truyền thống đã hơn 50 năm nay rồi. Dạ. Dạ. Nơi đây cũng đã chứng kiến sự khởi đầu hạnh phúc của ông bà nội cháu Bảo Hà. Em sẽ tiếp tới chứ. Chị đến á, dạ. Là em muốn đi đâu? Của cha mẹ cháu. Nhưng trước tiên mẹ của cháu là vắng số nên không thể nào chứng kiến cái cảnh hạnh phúc của hai đứa trong ngày hôm dạ nay. Dạ thôi được rồi anh. À, dạ. Dạ, anh. Dạ, chào anh, chào anh, chào anh. Chào anh. Tôi lũ buồn quá nên mới nhận được thiệp gọi của anh. Dạ. Nên hôm nay vợ chồng tôi đến đây để chúc mừng cho hai cháu. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Còn đây là... Đây là bà xã của tôi. Tôi ghen với hạnh phúc của anh chị đây nghe. Dạ. Giới thiệu với anh, đây là anh xui của tôi. Dạ, dạ xin chào. Dạ, còn đây là chị xui của tôi. À. Dạ, chào anh chị. Chào, chào cô chú đi con. Chào cô. Chào. Giới thiệu với tụi con, đây là cô chú Lâm. Mặc dù cô chú rất là bận trăm công ngàn việc nhưng mà cô chú cũng về đây để chung vui với các con đó. Dạ. Thôi dạ. Bây giờ hai đứa mời cô chú Lâm vô đi con. Dạ. Mời chị, mời cô chú vô. Chị. Thôi mình vô đi anh. Vô. Chúc mừng. Anh, mời hai bạn vô đi. À, xin giới thiệu với em. Đây là người yêu của anh. Hai người hạnh phúc quá ha. Chúc hai người hạnh phúc. Nhã Thư. Nhã Thư. Nhã Thư. Con người ta thật là khó hiểu. Tại sao cứ phải làm tổn thương nhau? Vì đó là điều dễ làm nhất. Dù phải sống không phải với lòng mình à? Đôi khi sự giả dối sẽ tạo ra nụ cười, còn sự thật sẽ tạo ra nước mắt. Nhã Thư, Nhã Thư có nhẫn tâm để tạo ra nụ cười đó không? Nếu như điều đó làm lắng dịu vết thương lòng của Thư, vết thương lòng,
vết thương lòng mà Nhã Thư cứ chạm vào nó thì nó sẽ không lành đâu Thư à. Nhã Thư, em đi đâu vậy? Sao anh tìm em hoài mà không thấy? Anh không cần phải quan tâm tôi. Màn kịch của chúng ta đã xong rồi. Cái gì? Làm gì mà có màn kịch nào? Những điều mà anh nói với em hoàn toàn là sự thật. Nhã Thư à, anh rất muốn em làm bạn gái của anh nha. Đó là điều anh muốn thôi, không phải tôi. Em bình tĩnh nghe anh nói cái đã. Thằng Duy nó làm em tổn thương chưa đủ hay sao? Em thoát khỏi nó đi. Nếu như bây giờ em muốn, chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Anh sẽ luôn thương yêu em, Nhã Thư à. Anh nghĩ là tôi và anh sẽ là một gia đình sao? Tại sao lại không chứ? Để trở thành một gia đình mà không có sự hiện diện của tình yêu thương, tôi và anh, tất nhiên là tình yêu sẽ đến sau. Nhưng mà trước mắt bây giờ nếu chúng ta lấy nhau thì chúng ta sẽ có một sức mạnh. Sức mạnh đó là sự đảm bảo. Điều đó chẳng đủ để chúng ta trở thành một gia đình hay sao? Thôi được rồi, vậy thì tôi sẽ trao đổi sòng phẳng với anh và tôi. Vậy thì chúng ta, tôi và anh sẽ được lợi gì trong cuộc hôn nhân này? Anh đã từng nói với em, nếu như bây giờ chúng ta lấy nhau, chúng ta có vốn liếng, có những mối quan hệ làm ăn tốt, thì việc mở công ty là hết sức dễ dàng. Sự tự tin của anh khiến tôi ngạc nhiên đó. Nhưng mà tôi không hứng thú. Em vẫn còn yêu thằng Duy được hay sao? Nó đã có vợ rồi. Nó đã thấy em đi với anh, chứng kiến màn kịch giữa hai chúng ta. Nó đã cưới người khác. Tại sao lúc nào em cũng yêu mù quáng hết vậy? Phải, anh nói đúng đó. Ngay từ đầu, giữa tôi và anh chỉ là diễn kịch. Và bây giờ màn kịch đã hạ rồi, chúng ta cũng đã xong vai diễn của mình. Anh đừng làm phiền tôi nữa. Những điều kiện ban đầu đưa ra đã được thực hiện rồi. Vậy là đủ rồi. Đủ rồi, anh có hiểu không? Nhã Thư, Nhã Thư, ba. Thái Vinh đó hả? Dạ. Từ lúc anh hai con đi tới nay, căn phòng này trở nên trống vắng. Con nhớ hồi nhỏ, cứ mỗi lần ba mẹ giận nhau là ba lại qua căn phòng này. Lúc đó con cứ ganh tị, tại sao ba không qua phòng con, chỉ có một mình con trong phòng, bên ngoài thì là tiếng la hét ầm ĩ của mẹ. Con sợ lắm. Vậy mà ba chỉ qua chăm lo cho anh hai. Rồi cho đến khi nhà mình có chiếc xe hơi đầu tiên, mẹ kêu tài xế đến trường rước hai anh em con tan học. Ghế sau còn rộng thênh thang, vậy mà mẹ cứ bắt con lên ngồi cạnh tài xế, chỉ mẹ và anh hai ngồi sau. Con cứ thắc mắc về điều này hoài, cho đến khi con đi qua xin du học rồi trở về. Nhưng được cái anh hai thương con lắm, có gì cũng đều chia với con.
Nhưng rồi khi lớn lên, lúc đó thì mọi thứ lại khác đi. Nhiều lúc con thèm nhỏ lại, để được cùng với anh hai chạy đua ra đầu hẻm mua cho ba gói thuốc. Anh hai lúc nào cũng là người về trước, nhưng khi về đến thì lại đưa cho con, để con có thể lập công với ba. Ba xin lỗi vì sinh con ra mà không lo cho con được. Lúc nhỏ con cứ thắc mắc, không hiểu vì sao mẹ cứ xa lánh mình. Giờ thì con đã có thể thông cảm cho mẹ rồi. Ba có lỗi với bà ấy, nên ba đã bù đắp bằng cách để cho bà ấy ngày càng trở nên quá quắt mà không giải thích cho bà ấy hiểu. Đây chính là sai lầm của ba, đã để cho con phải gánh chịu thiệt thòi. Ba kể cho con nghe về mẹ ruột đi. Mẹ con tên Vân, cô là trợ lý của ba, đã giúp đỡ ba rất nhiều trong những ngày đầu khởi nghiệp. Cô vừa đẹp vừa giỏi, dù vẻ ngoài của cổ mong manh yếu đuối, nhưng kỳ thực lại rất mạnh mẽ. Rồi những khi ba quá nản chí vì công việc làm ăn không được suôn sẻ, cổ chính là người đã giật ba đứng dậy. Sự quan tâm chia sẻ của mẹ con đã khiến tình cảm của hai bên ngày càng phát sinh, và ba đã đi quá giới hạn. Nhưng mà đó thực sự là những ngày hạnh phúc của cuộc đời ba. Khi mẹ Diệu của con biết được mối quan hệ này, mẹ con đã chủ động xin rút luôn, xin nghỉ việc và ra đi, mà ba không thể nào liên lạc được. Nhưng mà ba thề với con là ba không hề biết lúc đó mẹ con đã có thai. Rồi cho tới khi con được sinh ra, vì sức yếu nên mẹ con đã không qua khỏi. Cho tới khi đó mẹ con mới chịu nhắn cho ba tới. Bà chỉ có một ước nguyện là mong ba nuôi con khôn lớn. Vậy sao lúc đó ba không gửi con cho ai khác nuôi? Như vậy có tốt hơn là đem con về nhà không? Khi mẹ Diệu của con biết chuyện á, bà đã chủ động muốn đem con về nuôi. Bà nói với ba là bà không sanh con gái cho ba được. Bây giờ thấy có con gái bà cũng mừng. Con nghĩ coi, làm sao ba có thể giao con cho người khác nuôi được khi ba còn sống? Bà muốn nuôi con cũng là để bù đắp và làm tròn ước nguyện của mẹ con trước khi nhắm mắt. Con còn nhớ lúc nhỏ ba đã rất cưng chiều con cho tới mức mà con muốn gì được nấy. Ba xin lỗi con. Ba, con thương ba lắm. Ba cũng thương con lắm. Xin dâng hết yêu thương không hờn oán, nhẹ đi nỗi buồn, nhẹ như trôi đi như
hoài mãi.